Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AK. Hôm nay mình sẽ thử treo máy cho ạc mình leo map này các bạn. Lúc nãy thì mình đã leo qua map qua từ 30.2 lên tới 30.7 rồi. À, với một tem duy nhất này. Và mình sẽ tiếp tục cắm hạt treo map để cho nó đánh thử các bạn. Rồi. Và các bạn nào chưa biết xài cái auto cắm mạc để leo map thì các bạn có thể xem lại các video trước của mình nha. Rồi giờ mình sẽ auto này. Dùng một tem thôi các bạn, tem này. Chứ team này chắc phải cần chỉnh lại một xíu các bạn. Rồi. Thank you.
Không ổn mấy bạn, mình điều chỉnh đội hình một xíu. Trận này để mình điều chỉnh đội hình một xíu các bạn.
Map này không ổn các bạn. Map này thì mình phải điều chỉnh lại xíu nè. Mình điều chỉnh vị trí của sâu rớt xí các bạn. Cái này thì bắt buộc mình phải điều chỉnh thôi. Nói chung cắm chuột chứ mình cũng cũng ngó qua một xíu các bạn. Nhưng mà mình chỉ dùng duy nhất một loại hình thôi nha.
hơi sai rồi các bạn. Bắt buộc cái con sâu rớt với lại Aeron là phải đánh chung. Đánh chung một kẻ thù thì mới được các bạn. Hai đứa mà tẻ ra hai hướng là xong. Điều chỉnh một xíu các bạn. Gặp ba con thú là thử thách lớn của team này rồi các bạn. Hút về. Mình sẽ điều chỉnh đội hình và trai lần cuối nha các bạn. Tới được đây thì sẽ chốt là đánh được tới đây.
Rồi các bạn, vậy là với team team rừng kẹp row 1 thì sau một hồi mình đã đi được chấm 2 lên tới chấm 13 rồi. Rồi video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau và đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.